Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bộ nhiễm từ cho Tonovit bằng cái cuộn coil của máy giặt này, van nước cấp nước máy giặt. Ở những cái van cấp nước máy giặt mà trong cái trường hợp mà nó bị kênh hoặc là bị mòn, nó bị dỉ nước mà chúng ta không sửa được nữa thì chúng ta thể tận dụng những cuộn coil này. Những cuộn coil như ở van Sanyo này thì nó có giá trị là 7,5 kilo. Nó rất là đơn giản, các bạn lấy ra cho mình như này nhé. Và các bạn đấu kiếm một cầu diốt để biến điện xoay chiều thành một chiều, hai cái chân giữ ở cầu diốt này này đưa vào 220V, còn cái dấu cộng với dấu trừ chúng ta đưa vào dây thế thôi. Và chúng ta không phân biệt cộng trừ đầu nào đâu nhé, chúng ta chỉ phân biệt là cộng trừ trên cầu diốt vào hai cái cuộn đầu của cuộn van này là xong rồi. Đây là mình đã lắp một mạch trên trên và mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Đây, để nó kéo nhiễm được từ thì chúng ta sẽ làm như thế này, chúng ta cắm điện vào đây, cắm điện vào, chúng ta cắm điện vào. Bây giờ chúng ta lưu ý là chúng ta cắm điện vào trong khoảng 20-30 giây nhé, không nên cắm lâu là dễ chết được cuộn van này. Đấy, rồi sau khi tôi nhiễm xong rồi nó rất là mạnh nhá. Đấy, thậm chí nó có thể hút được cả kìm này, các bạn thấy không? Đấy, rất là mạnh, thấy không? Đấy, hút được cả những cái tô lô vít khác này. Đấy, đấy. Thì với cái việc tận dụng cái cuộn van của cái van nước cho máy giặt thì chúng ta tạo ra một cái bộ nhiễm từ cho tô lô vít dùng rất là tốt. Vì cái độ mạnh yếu của từ trường này nó phụ thuộc vào điện áp và dòng điện. Ở đây chúng ta sử dụng điện áp 300 VDC, cho nên nó rất là mạnh, nó tốt hơn những bộ nhiễm điện nhiễm từ cho Tonovit thông thường bán trên thị trường ấy. Thì mình dừng clip ở đây nhé, chúc các bạn thành công, các bạn hãy like và đăng ký kênh điện tử cho mọi người ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn.